gì vậy anh? Anh, con sao vậy? Ủa? Nó đang ngủ mà. Con đâu có sao. Sao anh la dữ vậy? Anh lau nước nóng cho con rồi, con hạ sốt rồi. Anh bị phỏng. Bài tùm lum chi cho phỏng. Em nói rồi, bác sĩ cho thuốc á, giảm sốt mình nên nằm ngủ một tí rồi nó hết. Anh cứ bày đặt lau nước hoài, cảm lạnh bây giờ. Uống thuốc á, nó sẽ bị nóng trong người, hiểu không? Kiểu nóng gan. Má anh dặn ngày xưa là anh bị sốt nè, má cũng là lau nước nóng rồi từ từ anh hết. Anh cũng lớn lên khỏe mạnh có gì đâu. Vậy đó, chăm con cái lộn với anh nó mắc mệt thiệt luôn á. Giờ em á, ban ngày đi làm, tối về em phải thức canh con. Đầu óc đâu mà làm việc. Thì anh nói rồi, để anh canh cho. Anh canh bằng cách gì? Con sốt 39 độ mà anh nằm anh ngáy, không biết gì đâu. Thì tại anh mệt quá. Nhà không mà mệt, dễ sợ thiệt á. Giờ em đi làm nha, có gì gọi em nha. Canh con á, có gì là gọi cho em nghe chưa? Anh biết rồi, anh đi làm đi. Nhớ nha. Rồi, anh nhớ rồi. Có gì gọi cho em nha. Ừ. À, nhớ rồi, có gì gọi cho em nha. Thôi con ngủ đi, đừng có mớ nữa. Anh á, mớ mít. Con nó sốt, nó mớ. Em làm đó. Ờ. Không để cái tình trạng này kéo dài được nữa, mình phải sống mạnh mẽ như một thằng đàn ông. Nè, đã là đàn ông thì không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên. Ông là đàn ông giỏi giang thì không được chiều vợ, riết nó hư, biết không? Chính xác. Ông nghĩ sao ạ? Ông là sếp, là giám đốc, trời ơi, lương tháng mấy chục triệu mà ở nhà nấu cơm, để vợ là một nhân viên quèn, trời ơi, lương tháng ba cọc ba đồng đi làm là sao? Phi lý lắm. Tôi nói với mấy ông hoài sao không hiểu vậy? Mình là đàn ông thời đại, mình phải sống theo cái nhịp sống thời đại, tức là mình phải san sẻ công việc với vợ của mình. Lâu lâu mình dành một vài ngày nghỉ, mình đi chợ, mình nấu cơm để cho vợ mình được nghỉ ngơi, đó là chuyện bình thường. Nè, như tôi nè, tôi sẵn sàng hy sinh một ngày tôi làm cả 100 triệu mà tôi bỏ luôn để ở nhà lo cho vợ. Cái gì? Một ngày 100 triệu? Bình thường. Vậy một tháng là 3 tỷ hả? Ừ. Tôi ơi. Gì vậy? Tôi ơi. Cái gì vậy? Ông đúng là đàn ông đích thực đó tôi ơi. Cái gì vũa móng tính vào tôi hả? Không có, không có. Xúc động quá. Tôi quyết định tôi nghỉ làm. Qua công ty ông. Qua công ty không nghe. Ê, bậy bậy nha. Không được, không được. Nè, ông nói vậy là sai. Nếu mà Tú cần á, là cần một người quản lý như tôi nè. Tại vì có kinh nghiệm nè. Tú tét thì tôi cũng tràn đầy, đúng không? Tại vì bây giờ á, nếu mà ông cần á, là cần tôi. Ê Tú, ông nghĩ sao về tôi? Thì ông thì cũng ổn đó. Ông này cũng ổn đó. Nhưng mà công ty tôi dư người rồi. Tưởng chi, thôi thì ai ông cứ ở bên công ty mình tiếp tục công việc đi. Ủa, đúng rồi nè. Công ty dư người, không tuyển kêu hai đứa tôi qua đây làm chi vậy? Ừ, tưởng rảnh thì kêu qua chơi mà ai ngờ đâu rảnh đều hết ha. Rảnh thiệt. Không đi làm hả? Nói nghe là cái chỗ kia đi làm mà công việc nó không thích hợp với khả năng của tôi. Nó làm tôi có dư nhiều thời gian quá, hiểu không? Ờ. Hả? Gì? Dạ. My ơi, ra ba biểu nè con. Dạ. Con uống thuốc chưa? Mẹ nhắn tin dặn con là uống thuốc đúng giờ nè. Không đúng giờ là mẹ về mẹ đánh đòn đó. Con không muốn đâu. Bây giờ con có uống thuốc không? Không. Thôi, con uống thôi. Tôi ơi, tôi ơi. Gì đó? Đàn ông đích thực nữa, đúng ơi. Giờ không thích thôi ép chi. Đúng rồi đó con. Cảm ơn. Không hạnh phúc. Ừ. Đúng rồi. Con nít đó, nó bệnh giặt thôi, hiểu không? Từ từ tự nó hết, nó uống thuốc, nó lờn thuốc. Nhiều khi hả, có bệnh, tới lúc mà bệnh đó nha, uống hết cái tủ thuốc vẫn không hết bệnh. Thì đó, bé My, bé My, bây giờ con không uống thuốc, hay bây giờ con muốn đi chơi không? Dạ muốn. Đó, thấy chưa, tôi nghĩ là dẫn nó đi chơi đi. Chơi đâu? Hay qua công ty ông đi. Sẵn tiện rồi tôi với ông Vĩnh nè, tham quan luôn, rồi có gì coi phụ con dùng máu. Đúng rồi. Ủa đi đâu chơi đi, chứ tự nhiên vô cơ quan tôi làm chi? Cơ quan tôi nó cũng như là cơ quan của mấy ông thôi, không có gì khác hết. Vậy cơ quan của người làm tháng mấy chục triệu, sao như tụi tôi được? Phải đi đi coi đi. Được mà, không có đi. Không, con không muốn ở nhà, muốn đi chơi, nhà chán lắm. Cái gì vậy My? Bà đang có khách đó. Con làm như vậy là bất lịch sự. Đi xuống bếp đi, đói bụng thì lấy cái gì đó ăn. Thôi kệ đi. Ê, thôi thẳng ba đứa thôi, bây giờ gầy kèo nhậu luôn đi. Ừ, thấy được đó. Kèo nhậu gì? Thôi. Ở nhà mình vừa coi My vừa nhậu. Ba ơi, hai cái trứng này con ăn được không? Cái nào ăn được thì con cứ ăn, đừng có hỏi ba ha. Vô ăn đi. Dạ.
Thôi giờ tôi quyết định vậy nha. Nghe nè. Hả? Trứng nó chín chưa biểu nó ăn rồi. Để ngoài chắc mẹ nó luộc rồi đó. Ôi đừng có quan tâm à. Con tôi biết mà. Rồi bây giờ sắp có cái trận chung kết bữa nay Việt Nam đá nha. Ngon à. Ba anh em mình ngồi coi ha. Được á. Trời ơi. Gì vậy? Dạ. Chết rồi. Tới giờ về nấu cơm lại. Ủa? Đàn ông mà nấu cơm ba. Đúng vợ đâu? Nè, ông nhìn đi. Nè, thằng Tú đó. Mà học hỏi. Ok. Ủa? Đàn ông đích thực là như vậy nè. Nghĩ sao nấu cơm? Ủa 5 giờ rồi hả? Ừ. Đi đâu hả? Đi nấu cơm luôn phải không? Thôi, cơm gì? Đi toilet. Rồi sẵn đi ngang bếp cái nấu mấy món cho bé Mi nãy nó đói quá. Rồi sẵn tiện cắm cái nồi cơm luôn. Cái này sẵn tiện thôi chứ bình thường đời nào tôi nấu. À đúng rồi, tôi cũng vậy. Đời nào nấu. Ừ. Mình liều luôn hôm nay đi. Ê tụi mình đi ăn ngoài đi được không? Tôi thấy được á. Ăn ăn bò đi. Trời lâu quá không ăn bò. Đi ăn bò đi. Không được, không được. Bé Mi nó bị dị ứng thịt bò. Thôi vậy nếu ăn thịt bò không được thì ăn thịt gà đi. Ừ. Nó dị ứng thịt gà luôn. Cá. Cá cũng dị ứng. Thôi cha ơi. Con nó mới bệnh nó cho nó ăn cái gì có chất chất vô hiểu không? Cho nó. Tôi hiểu. Ủa Mi. Ủa Mi, sao vậy con? Hả? Con ăn uống cái gì mà lại đây ba con sao lạnh ngắt vậy nè? Hả vậy? Sao vậy con? Ôi ơi, 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 trời ơi. Rồi con bắt con giúp tôi coi. Mi ơi, Mi. Mi ơi. Mi ơi. Xã, anh biết lỗi rồi, nhưng mà anh không có cố ý thiệt mà. Anh không có cố ý, cả đời này anh làm gì cũng không có cố ý hết trơn á, anh chưa bao giờ cố ý hết trơn á. Như chuyện em kêu đừng có kinh doanh, cũng lén em đi kinh doanh rồi mà ăn nợ, ai trả. Rồi bây giờ anh không cố ý còn ra nông nổi này á, vừa lòng anh chưa? Anh đâu có muốn đâu. Anh đâu có muốn, trên đời này không có cái chuyện gì anh muốn hết á. My cũng là con anh mà. Anh nhớ năm ngoái không? Em lỡ làm té con chạy có chút xíu anh nói em là gì? Vô dụng, mẹ mà không biết thương con. Giờ anh làm con ra nông nổi nè, anh muốn cái gì nữa? Anh biết lỗi hả? Anh chỉ có ở nhà chăm con thôi mà anh làm muốn được nữa. Anh thất nghiệp hay anh phá sản được. Mà anh đừng có làm vậy, em mệt lắm rồi. Em không có chịu nổi. Anh biết lỗi. Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa.